Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Chương trình thời sự ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua các nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp. Cần cảnh giác với việc mua thuốc chữa bệnh qua lời quảng cáo trên mạng xã hội. Vừa rồi là một số nội dung chính có trong chương trình thời sự ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 13, thực hiện giải trình các ý kiến thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các tổ đại biểu và thông qua 6 nghị quyết quan trọng. Đồng chí Giang Báo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh điều hành kỳ họp. Dự kỳ họp còn có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Theo báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 13, đã có 12 lượt đại biểu tham gia ý kiến vào các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Đối với dự thảo nghị quyết ban hành quy định một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đề nghị quy định mức giá trần hỗ trợ mua con giống, do dự thảo nghị quyết quy định hỗ trợ 70% chi phí mua con giống. Tuy nhiên, giá con giống trên địa bàn các huyện khác nhau sẽ khó trong quá trình triển khai thực hiện. Đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo rõ số xã, phường, thị trấn và các thôn bản trên địa bàn tỉnh hiện nay đã được đầu tư mua sắm tủ sách và hiệu quả hoạt động của các tủ sách đã được đầu tư. Về dự thảo nghị quyết giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Một số đại biểu đề nghị phân bổ theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh là giao cho huyện Mường Tè thực hiện nội dung số 2, tiểu dự án 2 thuộc dự án 3, đầu tư hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý. Tuy nhiên, đa số đại biểu đề nghị thực hiện theo đúng quyết định số 147 ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ là giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 14,6 tỷ đồng để thực hiện dự án 3 và dự án 10 của chương trình. Nội dung này được các đại biểu xem xét và thống nhất thông qua nghị quyết để đảm bảo tiến độ và sẽ điều chỉnh cho phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện. Vẫn phải phân bổ cái nội dung này theo như quyết định 147 của Chính phủ. Bởi vì đã giao vốn cho chúng ta rồi mà chúng ta để lại thì cũng như thế là chúng ta cũng gọi là chậm và nó vi phạm về cái tiến độ. Thế còn có tiêu được hay không tiêu được ấy, thì tôi nghĩ là sau này và đặc biệt là như vừa rồi chúng ta có cái công điện mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, sắp tới đây chúng ta sẽ giao cho các bộ ngành ấy, là sẽ sửa đổi một loạt từ là nghị định 27 cho đến là các thông tư kèm theo. Thế thì có lẽ là gì, đây là cái giai đoạn chúng ta phân bổ thôi, chứ còn lại cụ thể cho hàng năm và sau này chúng ta thực hiện ấy, thì là sẽ là còn phải điều chỉnh. Sẽ còn phải điều chỉnh để làm sao để cho nó phù hợp nhất. Trên tinh thần gợi ý của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bám sát tờ trình dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập trung phân tích đánh giá sâu sắc. Những ý kiến đề nghị làm rõ một số nội dung trong các dự thảo nghị quyết đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan giải trình làm rõ. Sau phiên thảo luận, chủ tọa kỳ họp đã điều hành thông qua 6 nghị quyết, trong đó có 4 nghị quyết liên quan đến thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với sự thống nhất của 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Giang Báo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, việc xem xét và thống nhất cao các nội dung tại kỳ họp đã thể hiện tinh thần tích cực nghiên cứu, đưa ra nhiều ý xác đáng, phù hợp của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trong quá trình thẩm tra.
sự chủ động, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị sớm các nội dung của kỳ họp, cùng với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, tiếp thu giải trình các ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, bám sát các nguyên tắc, phương án phân bổ đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất, chỉ đạo phân bổ sớm và kịp thời cho các đơn vị địa phương. Gắn việc triển khai thực hiện các nghị quyết với tiếp tục tổ chức quán triệt học tập nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đến cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao nhất trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Theo quyết định 105 ngày 31 tháng 12 của Thủ tướng Chính phủ, thì nguồn dự phòng ngân sách trung ương 22 chỉ được giải ngân đến năm 2023. Và sau ngày 31 tháng 12 năm 2023, số vốn không giải ngân sẽ bị hủy theo quy định. Chính vì vậy, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo với tinh thần quyết tâm và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các bước của dự án theo quy định, phân công rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân và phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ dự án và hoàn thành giải ngân trong 2023. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 28 tháng 2, đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu. Về phía đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam còn có ông Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Trần Thị Xuân Oanh, trưởng ban Á Phi, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng ban phụ trách ban công tác địa phương, bà Đỗ Thị Kim Dung, Phó trưởng ban điều phối viện trợ nhân dân. Tiếp vào làm việc với đoàn về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lai Châu, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu, đại diện lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quán triệt cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Trung ương về công tác đối ngoại nhân dân, duy trì và mở rộng đối ngoại nhân dân bằng hình thức phù hợp, đẩy mạnh xây dựng phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân tỉnh Lai Châu với nhân dân địa phương các nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác giữa nhân dân tỉnh Lai Châu với nhân dân các địa phương của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai bên, cùng nhau xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Tỉnh cũng đã chỉ đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, vận động các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức cá nhân, người nước ngoài viện trợ không hoàn lại các chương trình dự án như xây dựng trường lớp học, cầu bê tông, đường giao thông nông thôn, tài trợ chi phí phẫu thuật và các suất quà cho trẻ em khuyết tật và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 17 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao về những kết quả đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Lai Châu trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh tỉnh Lai Châu cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết hữu nghị, mở rộng hợp tác quốc tế. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ từ các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ, nước ngoài, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, đặc biệt là cần tăng cường kết nghĩa nhân dân và thôn bản giữa hai nước trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức diễn đàn mùa xuân về phát triển Sâm Lai Châu. Đến dự có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Văn Châu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Dương Đình Đức, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tiến sĩ Phan Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Lâm sản Ngoài gỗ Viện Khoa học Việt Nam, đồng chủ trì tọa đàm. Dự tọa đàm có các đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh, các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã và hộ gia đình trồng sâm trên địa bàn tỉnh.
Diễn đàn mùa xuân về phát triển sâm Lai Châu với mục tiêu nhằm kết nối, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, quy trình kỹ thuật trồng, sản xuất giống, phát triển vùng trồng và định hướng công nghệ chế biến các sản phẩm từ cây sâm, lan tỏa vùng trồng. Thông tin về một số chính sách của chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách của tỉnh về dược liệu quý, giải đáp các vướng mắc giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng có tham gia trồng cây sâm trên địa bàn tỉnh, nắm bắt tiếp cận được các chính sách phát triển cây sâm, giới thiệu tiềm năng lợi thế các vùng trồng sâm Lai Châu. Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sâm Lai Châu, loài cây đặc biệt quý hiếm đối với Việt Nam và thế giới, là loài đặc hữu của tỉnh Lai Châu, có giá trị lớn về dược liệu và kinh tế. Đến nay, tỉnh thực hiện bảo tồn 3 vườn cây mẹ ngoài tự nhiên và gây trồng trên 21.000 cây mô hình. Cây sâm Lai Châu đã được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. Có một cơ sở được cấp mã số cơ sở nuôi trồng loài cây sâm Lai Châu và 2 cơ sở hiện đang trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp mã số theo quy định. Đã có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn mạnh dạn đầu tư, liên kết, thực hiện nhân giống, bảo tồn, phát triển sâm Lai Châu tại các vùng có phân bố tự nhiên của cây sâm Lai Châu. Hiện tại, tỉnh đã triển khai rà soát, đánh giá và xác định được trên 30.000 ha có điều kiện đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho phát triển sâm Lai Châu. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Lai Châu sẽ tập trung phát triển vùng trồng sâm vào khoảng 3.000 ha gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Tại diễn đàn, các đại biểu đã tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trồng sâm Lai Châu, bảo tồn và phát triển giống sâm Lai Châu, phân tích đánh giá các mô hình trồng hiện nay, giải pháp phát triển vùng trồng sâm gắn với chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng, giải pháp quản lý bảo tồn nguồn giống sâm tự nhiên, định hướng phát triển vườn cây giống, trung tâm nhân giống ứng dụng khoa học công nghệ cao, các vấn đề pháp lý về cây sâm, từ quá trình trồng đến chế biến và xuất khẩu, giải pháp định hướng công nghệ chế biến các sản phẩm từ cây sâm. Dự và phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trên địa bàn của tỉnh Lai Châu có nhiều loại dược liệu, trong đó cây sâm là cây đặc hữu, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của cả tỉnh. Giá trị kinh tế cao, dễ vận chuyển ở những nơi có độ dốc lớn, địa hình phức tạp, không có sự cạnh tranh. Sâm Lai Châu đã được định danh trong Công ước CITES về bảo vệ các loài động vật thực vật quý hiếm, đã trình chính phủ đề án phát triển sâm Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu. Về các chính sách tỉnh đã ban hành, chính sách hỗ trợ và đã dành kinh phí cho các doanh nghiệp, hộ gia đình trong phát triển sâm, có sự đồng hành của nhà nước và nhà khoa học. Về diện tích để phát triển mở rộng, đảm bảo. Diễn đàn ngày hôm nay với mục tiêu kết nối, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu tiềm năng lợi thế, lan tỏa vùng trồng sâm Lai Châu của tỉnh, từ đó góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Kêu gọi nhân dân và doanh nghiệp cùng chung tay trồng và phát triển diện tích sâm thành vùng trồng lớn. Hiệp hội sâm và các doanh nghiệp liên kết với người dân, thực hiện chế biến sâu và tiến tới ngành công nghiệp sâm Lai Châu. Các doanh nghiệp xây dựng triển khai trồng theo hướng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới, phải tạo ra thị trường giống cũng như thị trường sâm. Về cấp mã vùng trồng đã cấp nhưng chưa đủ, cần tiếp tục cấp mã vùng trồng không giới hạn. Mỗi vùng có ít nhất 5 đến 7 mã vùng trồng và cần làm sớm. Sớm ban hành kê khai giá ở mức độ hợp lý, làm nền tảng cho chính sách hỗ trợ của tỉnh. Các quy trình tiến tới xuất khẩu, tổ chức lễ hội sâm gắn với sự tích về sâm, bản sắc văn hóa và phát triển du lịch. Các huyện, xã phải có nghị quyết riêng về phát triển sâm và kế hoạch hàng năm về các chỉ tiêu liên quan đến sâm. Phát triển hợp tác xã để thực hiện liên kết với người dân, vào cuộc quyết liệt đảm bảo an ninh trật tự, tránh mất trộm sâm. Các cơ quan truyền thông tuyên truyền mạnh mẽ về vùng trồng, thương hiệu và gương điển hình về trồng sâm nhằm lan tỏa vùng trồng. Chiều ngày 28 tháng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2023. Các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện phong trào thi đua, dân vận khéo tới cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn. Hàng năm, hướng dẫn triển khai tới các tập thể cá nhân xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo, phù hợp với tình hình thực tế, gắn với nhiệm vụ của đơn vị địa phương. Hiện có 13 mô hình trên 13 đồn, điển hình như mô hình tay kéo biên phòng, cắt tóc miễn phí cho các cháu học sinh vào chiều thứ tư hàng tuần, mô hình trồng chuối thương phẩm, nuôi dê, bò, lợn thương phẩm, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, trồng lúa nước hai vụ. Qua phong trào thi đua dân vận khéo, nhận thức của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua đã được triển khai ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, tập hợp, động viên, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia cùng bộ đội biên phòng,
bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, tích cực thi đua phát triển sản xuất, triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân xã Bản Lang, huyện Phong Thổ vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tham dự hội nghị có 186 đồng chí là bí thư, phó bí thư, cán bộ mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tại các thôn bản và các cán bộ đảng viên. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bản Lang đã thông qua một số nội dung trọng tâm trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong đó tập trung xin ý kiến về 9 nội dung trọng tâm trong dự thảo luật đất đai sửa đổi là về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về thu hồi và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, về phát triển quỹ đất, về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, về cơ chế chính sách tài chính, giá đất, về chế độ quản lý sử dụng các loại đất, về phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực và về hộ gia đình sử dụng đất. Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã cũng đã phân tích làm rõ hơn một số nội dung lấy ý kiến trong dự thảo luật đất đai. Đóng góp ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi, các đại biểu tham dự hội nghị cơ bản nhất trí về nội dung dự thảo luật đất đai. Đồng thời, các đại biểu cũng đã tập trung tham gia ý kiến về các vấn đề như quyền sở hữu đất đai, áp dụng bảng giá đất, cách thức thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, về quy hoạch sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan về việc sửa đổi luật đất đai. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay thì việc mua sắm trực tuyến đã trở thành một trào lưu phổ biến và tiện lợi. Tuy nhiên thì với sự phát triển của thị trường, càng có nhiều sản phẩm được quảng cáo trên các trang mạng xã hội với tuyên bố là có tác dụng chữa bệnh. Trong khi đó thì một số sản phẩm có thể hữu ích trong việc điều trị bệnh tật, nhiều sản phẩm khác lại không đảm bảo tính hiệu quả, an toàn hoặc là thậm chí có thể gây hại cho sức khỏe của người sử dụng. Phản ánh chi tiết của nhóm phóng viên thời sự về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chị Trảo Ngọc Thanh ở khu phố Sông Đà, thị trấn Nậm Nhùn thường xuyên dùng điện thoại thông minh để giải trí, xem tin tức, ca nhạc hay phim truyện qua mạng xã hội. Nhiều lần chị cảm thấy khó chịu vì gặp các quảng cáo về các loại thuốc, từ bệnh tiểu đêm, đau xương khớp, bệnh về gan thận hay những loại thuốc chữa cao huyết áp, đái tháo đường. Em hay xem bộ phim trên mạng, nhưng mà đang xem giờ thì hay có những cái quảng cáo về thuốc mà không biết là có đúng sự thật hay không. Và rất là hay, những họ hay cài những cái người mặc trang phục gì đấy vào để có như là như kiểu gạ mình hay sao, giới thiệu mình. Nhưng, đang xem thế thì tự dưng chèn báo thấy em cảm thấy không thoải mái. Trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay, việc mua sắm trực tuyến đã trở thành một trào lưu phổ biến và tiện lợi. Rất nhiều hình thức quảng cáo mới xuất hiện, đánh trúng tâm lý người tiêu dùng. Phổ biến nhất là việc quảng cáo các sản phẩm có tác dụng chữa bệnh. Bên cạnh những sản phẩm hữu ích, rất nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, thành phẩm gây nguy hại cho sức khỏe người sử dụng. Trên các trang web và mạng xã hội, bất kể ai cũng có thể đăng tải các bài viết, tin tức, quảng cáo sản phẩm không qua kiểm tra và không có nguồn gốc rõ ràng. Điều này dẫn đến việc sản phẩm có thể không có tác dụng chữa bệnh như quảng cáo, hoặc có thể chứa các thành phần không an toàn cho sức khỏe. Thậm chí, một số sản phẩm có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng. Tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân tiền mất tật mang vì tin thuốc quảng cáo qua mạng. Những cái bệnh quảng cáo trên những cái trang mạng thông tin ấy, thì chủ yếu là những cái bệnh lý nền như tiểu đường, tăng huyết áp, cơ xương khớp, đấy, hoặc là một số bệnh lý về gan mật, đấy. Thì khi những bệnh nhân này thì đa số là những bệnh nhân đã điều trị lâu dài và gần như là những bệnh lý mãn tính. Cái tâm lý của bệnh nhân ấy rất lo lắng và muốn lúc nào cũng muốn là nhanh khỏi bệnh. Nhưng mà thực ra là những bệnh đấy lý mãn tính cần phải thông qua khám định kỳ và uống thuốc hàng tháng. Những cái thuốc không rõ nguồn gốc hoặc những thuốc mua trên mạng chỉ là những cái thuốc nhất thời thôi, đôi khi là tâm lý của bệnh nhân là muốn khỏi bệnh và lo lắng, có bệnh thì vái tứ phương mà. Nên là khi
tâm lý của bệnh nhân lúc nào cũng muốn được tìm được đúng loại thuốc để khỏi bệnh nhanh. Trên mạng xã hội, các quảng cáo sản phẩm thường được thiết kế để thu hút khách hàng bằng cách sử dụng những từ ngữ và hình ảnh đầy màu sắc để tạo ra ấn tượng tích cực. Tuy nhiên, những thông tin quảng cáo này có thể là không chính xác và dẫn đến việc người tiêu dùng mua sản phẩm sai hoặc không đạt được hiệu quả như mong đợi. Đây còn là động cơ của những kẻ lừa đảo sử dụng các chiêu trò giả mạo, cắt ghép hình ảnh người nổi tiếng để móc túi tiền của nạn nhân. Em nghĩ là những người mà có bệnh mà xem những cái quảng cáo như thế mà tin tưởng mà mua về thì sẽ gây, khi uống vào sẽ gây những cái hại cho sức khỏe rất là nhiều. Em nghĩ là vậy. Em nghĩ là nếu mà bị bệnh gì đó thì nên đi khám ở bệnh viện thẳng để bác sĩ tư vấn, không nên mua những cái loại thuốc trôi nổi trên mạng đâu ạ. Để tránh bị lừa, rơi vào tình trạng tiền mất tật mang, khi mua các sản phẩm được quảng cáo qua mạng xã hội, cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm bằng cách tra cứu thông tin về sản phẩm, đọc các đánh giá của những người dùng khác về sản phẩm. Nếu sản phẩm chỉ được quảng cáo trên mạng xã hội và không có thông tin chi tiết về nguồn gốc và thành phần, thông tin nhà sản xuất, rất có thể đây là một hình thức lừa đảo. Bạn cũng cần thận trọng với các chương trình khuyến mại quá hấp dẫn, sản phẩm được quảng cáo với giá quá rẻ và chương trình khuyến mãi quá hấp dẫn cũng khiến bạn bị lừa. Việc mua thuốc và thực phẩm chức năng qua mạng xã hội là xu hướng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, mỗi người cần cẩn trọng, cảnh giác để không rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Thưa quý vị và các bạn, để có thể bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình thì khi có những vấn đề như là vấn đề về sức khỏe thì quý vị hãy đến với các cơ sở y tế để khám cũng như là xác định rõ được nguyên nhân bệnh của mình. Đồng thời thì khi chúng ta có nhu cầu mua thuốc thì hãy đến với những cái hiệu thuốc đã được cấp phép. Như vậy thì nó sẽ có được cái sự đảm bảo về mặt chất lượng của các sản phẩm này. Không nên tự ý mua thuốc hay là các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng giống như thuốc thông qua những mạng xã hội hay là những kênh quảng cáo không tin tưởng, để tránh tình trạng là rơi vào hoàn cảnh khi mà tiền mất tật mang. Thưa quý vị, thưa các bạn, đồn biên phòng Hua Bum có nhiệm vụ quản lý bảo vệ đường biên giới quốc gia dài 24,671 km và phụ trách địa bàn ba xã Trung Trải, Nậm Ban và Hua Bum của huyện Nậm Nhùn. Thời gian qua thì Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, qua đó đã góp phần quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồn biên phòng Hua Bum quản lý 24,671 km đường biên giới giáp nước bạn Trung Quốc với 7 mốc giới từ mốc 49 đến mốc 52, đóng quân trên địa bàn xã Hua Bum. Phụ trách địa bàn 3 xã là Hua Bum, Nậm Ban và Trung Trải, huyện Nậm Nhùn, với đa số bà con là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Đồng thời thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp xây dựng và quản lý bảo vệ biên giới, giải quyết kịp thời các vấn đề mất an ninh trật tự phát sinh trên địa bàn, qua đó góp phần giữ bình yên trên tuyến biên giới của Tổ quốc. Hiện tại là đang quản lý 24,671 km đường biên và trong đó là có 7 cột mốc, 4 cột mốc chính và 3 cột mốc phụ trải dài trên 3 xã, đó là xã Hua Bum, Trung Trải và Nậm Ban. Và cái công tác quản lý tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới thì đơn vị đã xây dựng kế hoạch và gửi ra tỉnh được cấp trên phê duyệt theo đúng cái quy định là hàng tháng đều tổ chức cho cán bộ chiến sĩ phối hợp với dân quân của các xã để đi tuần tra và bảo vệ đường biên mốc giới để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những cái hành vi xuất nhập cảnh trái phép và những cái vi phạm pháp luật trên biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Để thực hiện tốt mô hình biên giới lòng dân, vững bền mãi mãi, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền ba xã tổ chức tuyên truyền pháp luật trong nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó giúp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của biên giới quốc gia, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng và bảo vệ đường biên mốc giới. Cùng với đó, hàng tuần, hàng tháng đều phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới. Để bảo đảm an ninh trật tự cũng như là bảo đảm cho đường biên cột mốc được nguyên trạng thì hàng tuần, hàng tháng đồn biên phòng phối hợp với lực lượng dân quân của các xã tổ chức tuần tra kiểm soát đường biên mốc giới, làm sao để đảm bảo cho đường biên cột mốc được nguyên trạng và cũng để đảm bảo an toàn cho nhân dân trên địa bàn.
Trong năm 2022, đồn đã phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội các xã, tổ chức tuyên truyền được 82 cuộc cho trên 3.300 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về luật biên giới quốc gia, tuyên truyền các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc cho hàng trăm học sinh, giáo viên tại các trường học trên địa bàn, huy động 5 đợt với 300 lượt người phát quang trên 24 km đường tuần tra. Qua đó, người dân có ý thức hơn về vai trò trách nhiệm của mình đối với việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Bà con nhân dân thì ngày một được sự chỉ dẫn của Bộ đội Biên phòng cũng như các ủy chính quyền địa phương luôn tuyên truyền pháp luật tới bà con. Và bà con cũng ngày một hiểu rõ về luật và không gây mất an ninh trật tự, mất đoàn kết, luôn giữ vững yên tâm bảo vệ biên giới cũng như bảo vệ khu vực. Ngoài ra, đồn cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác vận động quần chúng bảo vệ biên giới, tự quản đường biên cột mốc. Công tác nắm tình hình, đấu tranh phòng chống tội phạm, gian lận thương mại trên địa bàn được thực hiện tốt. Trong năm qua thì giữa đồn biên phòng với cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp với nhau rất chặt chẽ, đặc biệt nhất đó là để đảm bảo cái an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Về khu biên giới thì 100% khu biên giới đã được đảm bảo và thường xuyên phối hợp với dân quân để chúng ta đi tuần tra kiểm tra các bộ biên giới. Còn về an ninh ở nông thôn thì cấp ủy chính quyền địa phương được phối hợp với đồn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con dân, đặc biệt nhất đó là công tác vào những dịp Tết thì đã phối hợp cùng với đồn biên phòng để tuyên truyền cho bà con dân để chấp hành tốt các cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng nước. Qua thực hiện phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và an ninh trật tự khu vực biên giới đã giúp cho đồn biên phòng Hua Bum chủ động trong phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc xảy ra ở biên giới, góp phần giữ vững ổn định chính trị biên giới, tăng cường đoàn kết các dân tộc, đoàn kết quân dân, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân biên giới. Theo báo cáo của các ngành chức năng, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tháng 2 ổn định. Trong đó, để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các doanh nghiệp đầu mối, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh đã chủ động dự trữ hàng hóa dồi dào. Hầu hết hàng hóa được sản xuất trong nước có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo, mẫu mã đa dạng với nhiều chủng loại phong phú. Nhờ đó mà giá cả các mặt hàng tương đối ổn định như bánh, kẹo, rượu bia, nước giải khát các loại. Riêng những ngày cận Tết Nguyên đán, giá cả một số mặt hàng tăng nhẹ từ 1 đến 1,6% như lương thực, thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống, thịt gia súc gia cầm, rau củ quả. Thời gian tới, nhằm đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân, cơ quan chức năng tiếp tục vận động các nhà phân phối, đảm bảo lưu thông nguồn hàng. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý các tổ chức cá nhân buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm mang đến sự tin tưởng nơi người tiêu dùng. Thời gian qua, huyện Tam Đường đã vận dụng tốt các chính sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh về khuyến khích doanh nghiệp, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chủ động triển khai xây dựng các dự án, kế hoạch thực hiện các mô hình phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp. Do vậy, sản lượng các loại nông sản có giá trị kinh tế cao của huyện cơ bản đạt và vượt kế hoạch, đáp ứng một phần nhu cầu của thị trường. Điển hình như mô hình dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa công ty cổ phần chanh leo Lai Châu với người dân đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho lao động địa phương. Tiếp tục phát huy những kết quả đó, huyện Tam Đường đang khuyến khích người dân đăng ký mở rộng chanh leo trên cùng diện tích đất kém hiệu quả. Trong tháng 2 năm 2023, toàn huyện đã thực hiện trồng mới được 81,75 ha, nâng tổng số diện tích cây chanh leo hiện có 178,71 ha. Tại các xã như Nùng Nàng, Tà Lèng, Thị Trấn, Bình Lư, Sơn Bình, Khuôn Há, Bản Hòn và Bản Giang. Nhờ sự chủ động trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh của người dân nên cây sinh trưởng và phát triển bình thường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.